Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022. Sáng nay ngày 29 tháng 1, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng, nhân dân Việt Nam làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.